thương. Thư là người ta thư mình trong bụng, những ruột xe, những lưỡi lam, những sợi tóc ếm lên sợi đầu, nhà mình phố này hố kia người ta ếm. Như vậy gọi là buồn ngại thứ yếm. Nhưng họ lấy cái gì họ làm? Họ luyện thiên linh cái. Chắc không ít người vẫn còn nhớ vụ án giết người chặt đầu luyện thiên linh cái xảy ra tại xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vào cuối thập niên 90. Mới đầu thì ông dựng lên, ông nói trị bệnh này nọ đồ kia gì đó. Dạ. Dùng những cái thủ đoạn mà ông nói ông trị bệnh, rồi ông cũng như có cái chuyện mà ông sai đó, cái đám thiên linh nó đi đó. Dạ. Nó khảo sát trước, người ta sợ. Hung thủ là Phạm Văn Tuấn, thường được gọi cái tên là Hai Tuấn. Hắn đã sát hại, dã man, cưỡng hiếp phụ nữ nhằm luyện bùa thiên linh cái. Vụ án từng gây chấn động dư luận tại địa phương và khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ vào thời điểm đó bởi tính chất tàn ác và man rợ của hung thủ. Ông khai chơi người nào thì phải giết người đó, cạo lông người đó hết. Cạo lông rồi rồi mới chơi, chơi rồi mới giết. Giết mà cái trại ông có chút à, cái trại ông bạn chùm mã đó đó, mà nó ông giết ba người một chéo qua đây, ông chéo gì cũng như là chữ thập vậy đó, hiểu không? Chôn hình tam giác ha. Hình tam giác vậy đó, chôn hay lắm. Chôn nhà ông quay cửa xuống sông, ông chôn vách bề dưới này thì hai đứa. Ở chỗ này luôn không Tân? Ngay đây, ngay đây. Ôi ơi. Đó ngay đây nè, ngay đây đâu có đường lộ, có đường mòn chột chả chút xíu à. Ông chôn cặp nhà ông đó đó, trời đó phải không? Ông chôn cặp hai đứa hàng cột ở dưới, hai đứa quẹo qua là chính là ngay chỗ này luôn. Ừ dạ, ngay cái cầu quẹo lên cầu thang thì đứa nhỏ, đứa 16 tuổi, còn hai đứa bự thì nằm đó. Trời ơi, để cái đầu lên xuống cứ bất chút gì nè, mình chờ ba ngày ngủ nó khiến cái đầu nó ngủ, đem giữ nấu nó rửa, rồi nó rửa thịt ra, rồi nó mới lấy cái sọ ớt phần để luyện thiên linh cái, luyện thiên linh hay gì. Ngoài lên còn xương không à, giết mỡ cục cục cũng tan, còn bằng ngón tay. Dạ, con nghe nói là khi mà công an lên điều tra thì đã bị trên nhà ông có ba cái sọ đầu không thưa? Có, lúc đó bằng đằng này bao bắt nó phát hiện Phượng đó, Phượng con bà cô Tám đang nó giết chết đó. Cái chuồng nó đem nó chôn ngoài, nó đắp đất nó để ngoài đầu ngọn này nè. Nó phát hiện ra kiếm tới ngày thứ ba mới được ông Phượng đó. Ông Phượng chôn nó ngay chỗ bị xa đứt, ngay chỗ ông đi trên xanh đó đó, ngay bên tám cầu đó đó. Ồ, ngay chỗ gò má đằng đó đó hả? Là dở trong cái thùng đó ra đó. Cái thùng đó là thùng cây, dở ra là có ba sò đầu. Dạ. Yeah. Là tới ông Phượng là sò đầu thứ tư đó. Còn ba đứa đó là nó giết nó chôn, hai đứa cặp cái vách nhà ngay góc cột, quẹo lên gì là anh đứa, cầu thang nó để ngay đây, quẹo lên đứa là anh đứa 16 tuổi nhỏ bán kiên thiết đó, còn của một bạn đang quầy á, còn hai đứa thì cặp vách bị dưới, hai đứa thì ở xa, hai người kia ở xa Tân Thạnh. Dạ. Yeah. Vụ án khép lại, Hai Tửng và đồng phạm đã phải trả giá cho hành vi dã man của mình. Trời ăn thì phải trả ở đâu à, mấy ở dưới ta trả đi đó rồi đâu biết đâu. Thì đâu biết xử bắn gì đâu, tưởng đâu đem xử gì á, kiểu án gì hay gì á. Trời ăn, thì nói sao nay cho ăn dữ vậy. Để lên đó, tới xe đó đưa, kè y xuống. Kè y xuống là y vô gặp. Y gặp quá thế người ta, chắc nó chưa bịt mắt đi. Người nó gặp quá thế người ta đẹp để chữ pháp trường, y sầm xuống liền. Công an hai bên nách, hai bên kè lâu vô lết không. Chắc đây lết không, đủ mà mẹ đi. Lúc giết người ta thì gây gợn chặt đầu rồi. Mà tới đó thì y lết không. Y lết vô cái bắt đầu cái mấy y mới đứng đó. Đứng nó đọc bản án được rồi, dễ y la quá thế. Dạ. Đấy mấy tay chanh giọng vô họng luôn, cho mày hết la luôn. Giết người phải đền mạng rồi. Nhưng còn nỗi đau mà hắn gây ra nơi lần quê vốn Thanh Bình ấy mãi mãi không thể nguôi ngoai. Để luyện được tà thuật thiên linh cái, kẻ máu lạnh để gieo gắt những cái chết kinh hoàng và có phần ghê gợn. Câu chuyện cũng là lời cảnh tỉnh những người quá mê muội vào bói toán và mê tín dị đoan. Tuy nhiên, chắc chắn có không ít người tin vào thứ bùa ngải nguy hiểm này và âm thầm tìm kiếm nó hòng thỏa mãn mục đích cá nhân. Vậy thiên linh cái là gì? Hãy cùng Bùi Hồ tìm hiểu thật hư cái câu chuyện bùa ngải có phần đáng sợ này nhé. Thiên linh cái là một loại bùa chú. Người luyện bùa này thường đem trong mình giả tâm biến mọi tâm nguyện, điều ước của mình trở thành sự thật. Và tất nhiên, những mong muốn này thường đều là những thứ tiêu cực, thậm chí có phần đáng sợ. Người luyện thiên linh cái sẽ ngấm ngầm thật hư giao kèo với ma quỷ, những thầy bùa,
đều có niềm tin rằng chỉ cần họ tin tưởng và tôn sùng linh hồn người chết, họ sẽ được chúng báo đáp bất kỳ nguyện vọng nào, dù đó là xấu xa nhất. Nguyên liệu quan trọng và không thể thiếu trong quá trình luyện thiên linh cái đó chính là xác thai nhi được lấy từ một thai phụ của con chết yểu. Trong trường hợp không thể tìm được thai nhi thì các thầy bùa có thể thay thế bằng xác của các trinh nữ. Mặc dù quá trình luyện thiên linh cái vô cùng tàn ác và có thật, nhưng đến nay công dụng thật sự của loại bùa bất nhân này vẫn chưa được kiểm chứng. Thầy bùa mà giết những người phụ nữ mê tín dị đoan luyện thiên linh cái thì vẫn còn đó một nỗi ám ảnh đối với những người dân ở đây. Và đối với những người dân ở đây thì cái câu chuyện đó mãi mãi sẽ không bao giờ quên những người mà đã từng chứng kiến. Rồi hai ông kia phá quá rồi cái đem gỡ mấy ông rồi kì, còn ba ông đó đó, đó thì chứ tôi không nhớ chứ tôi đằng này thì tôi coi chứ không ba ông ngồi rửa ông mập là ông thắng ông này đó. Ông này ngủ thắng hả không lâu à. Không lâu Trương Bình mấy ông này là cái như là cổ là hồi xưa tới giờ nè, cái đợt này là sao chứ cái áo giải hồi xưa nó khác lắm. Áo giải hồi xưa nó khác với cái giải mình bây giờ lắm. Có cái này thì từ hồi cổ chứ kia tới giờ là không có dám làm lại, chỉ áo thì bận vô vậy thôi. Cái này á anh Nóc, em cũng chia sẻ thật với anh á, là mỗi khi mà nhìn những cái hình tướng như thế này em cảm giác hơi sợ. Tại không, vì ở đây thì con cháu là không có sợ. Tại vì mỗi lần mà em coi phim ảnh á thì những cái hình tướng này thường liên quan đến cái chuyện là yểm bùa. Có thì ông bà mình xưa cũng là làm sên bùa sên chú cho mày nè. Rồi mấy ông đặt tên đặt họ rồi cái giái cúng. Từ hồi xưa tới giờ mà. Vậy thì những cái hình tượng ở bên gia này có ý nghĩa gì đối với dòng tộc mình cũng như là bà con ở? Thì ông bà hồi xưa mình làm thầy hồi tạo thiên lập địa tới giờ thì mấy ông ở ngoài Bình Định vô á. Như là người mà giữ yểm trợ cho cái việc làm thầy cho mình. Thì ông bà hồi xưa ông bà làm thầy rồi mấy ông có luyện bùa luyện chú trong này hết trơn rồi. Là thờ cúng vậy đó. Ấy luôn. Dạ chú Tư ơi. Chú Tư con có thể nhờ chú Tư xin. Chú Tư biết chú Tư nói gì ta. Chú Tư. Ông dễ hiểu nè. Ông này ông Vũ Thắng nè. Ông Trung Quỳ nè. Ông này ông Phong Lôi nè. Chú Tư là vậy đó. Chú Tư không biết thì chú Tư không dám nói. Cái cổ vật ở đây là sao nghe chú Tư? Cái này nè là khi mà ta làm thầy đó, ta triệu binh về đó là ta thổi. Thấy không? Ta kêu ta thổi. Bây giờ nó mất cái lưỡi gà rồi, không còn cái lưỡi gà chúng ta. Cái này là phải kêu là cái dinh gắn không? Cái sừng dinh. Sừng con dinh. Còn cái mộc này là người ta về ta đóng mộc, ta mần bệnh quạ người ta đóng mộc đời xưa. Còn cái chuông này nè, mấy cái mỏ này ta khi nào ta cúng rồi ta quýnh, thấy không? Quýnh cốc cốc kìa nè. Là ta triệu binh. Ta đọc thằng chú rồi đàng hoàng ta triệu binh, ta kêu mấy ông này kêu về. Đó, ai về đó thổi lên. Rồi nhập vô gia nhập vô đó là cái đồ cũ hồi xưa đó thì vậy đó. Mấy cái mỏ này là từ cúng cổ chưa nè. Khi cúng quýnh là triệu binh về cúng là mấy mờ mấy gõ gì gõ ba hồi dài vậy nè. Khi cúng mấy gõ dám gõ gì nghe mỏ nhỏ mà tiếng cái nào 12 giờ phía cúng là ngày gõ cái này ra bên nhà tôi dớm giấy đó. Đó, cái này là cái đồ cứ gọi là đồ cổ hồi của ông bà đó để lại cái sừng dinh nè là hồi cái này là tay đốt nhà là cháy nè chứ không phải là ấy đó. Nghe nói sừng dinh này là gắn nha, bất cứ gắn nào độc nào cắn là mình để vô tay gì là hít là lấy nọc cái luôn đó bất cứ gắn gì cắn nhưng dinh. Mà dinh là không hiểu là cái con sừng con sừng gì con dinh bự bành cây đó chứ con sừng tay giác rồi con dinh đó mấy con lớn bự ngoài nước ngoài đó. Dạ. Cổ xưa tới giờ thì cổ hồi xưa đó nói ra sừng dinh thì con cháu luôn chuyện lên hoài chứ mình đâu có biết là sừng dinh vậy đó. Như này là bằng gỗ gì hả chú Tư? Cái này bằng cây mình không biết được mà cái cây nào đó cây đẹp chứ không phải là ấy được. Cây cũng sắc ấn của mấy ổng hồi xưa cái ấn nè rồi tha son vô gì nè rồi mấy đóng mộc vô cái miếng dán cây. Thí dụ ông mần bệnh ta sao vậy đó rồi bây giờ hết rồi giờ ta cho lệnh ấn sắc lệnh của người ta vậy đó. Lá sắc nè nó muốn mục rồi nè mấy trăm năm rồi đó. Đời sửa đời xưa đó. Nhìn cái hình ảnh nó ghê quá. Nhang thì cầm vô gì nè mà cái tay tự siết vô à, cái tay tự siết vô luôn hả? Cỡ nào giờ không ra gì á. Đó, cầm vậy nè, đó là cầm tướng nè. Đó, ngồi đây nè. Cái bàn cái để tay vậy nè. Đó, cái ông nhập nó vung gì nè, đầu mới vô giật kìa. Cái ông Tư này ông làm hoài không biết. Ha, lên chỗ đã. Mình cái tay mình véo ra, dở ra cũng không được nữa. Dạ, 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 dạ
rồi rồi là cái này em gu à, nó gia nhập vô đây rồi cái em gu mới nói chuyện nghe không. Là tôi thí dụ ý vậy đó. Nhưng mà hồi đó là tôi muốn cầm đây nè. Dạ. Và là phải đọc chú hay sao ông Tư? À, có ông thầy pháp đứng đây ta kêu. Dạ. Kêu ông này nè, kêu kêu vô thánh tổ, tức là của cái ngành hồi đó ngoài tôi còn sống đó, ông làm nghề bây giờ nó gọi là thầy phù thủy đó, ngày trước cái thầy pháp đó, thì còn giữ lại những cái phần chính thôi, còn bàn thờ này nọ cái thời hòa bình rồi thì bây người ta dẹp hết rồi. Cái này thì như là đây là bữa có ghi hình, đây là hai cây thước của nghề tổ đó, đây là cây thước lỗ ban, đây là cây thước của nghề. À. Này là thước lỗ ban hả? Thước lỗ ban. Ừ. Cây thước này là này, thợ mộc cũng ngày trước á, cũng là thước dành cho thợ mộc. Ở hiện giờ mình cũng có những cái thước gọi là thước lỗ ban. Ừ. Mọi người có thể để ý cái dạng thước mà thước đó, kéo á. Kéo đó, đó. Nó có những cái dòng chữ Trung Quốc này nè. Thì ví dụ như nhà mình muốn làm cái gì đó thì cứ rồi. Cứ canh cái gạch màu đỏ, số đỏ ngay số đỏ màu đỏ là hơn đó. Cái thước lô ban này thì nó cũng đó, nó cái quy định đó, đó. Ông Tư có thể đọc, ông Ba có thể đọc tôi chịu. Dạ, ở trong cái thùng này có hợp gì điều gì trên này ông Ba? Cái này thì nó ngay chỉ dở coi, nhưng tôi không dám gỡ ra nha, tôi không dám dở đi ông Ba đồ. Xin về trên đi dở cho mấy anh này ghi hình đi cho nó đẹp luôn các anh. Không có, bởi vì cái này là một năm tôi chỉ có dở được ngày 25 thôi. Nhưng mà đây là giấy ưu tiên nha mấy ông, tôi mới dạy. Thôi kệ, kệ đi ông Ba. Dạ thôi được rồi. Đây là chỉ là những cái sắc ấn. Dạ. Không có gì hết, với những cái ấn dạ. khuyết gì trong đó. À, có một điều mà khá là ấn tượng, bà con có chia sẻ, cho nên là thôi thúc tụi con đến để tìm hiểu về cái cốt này. Thì ông Ba có thể cho tụi con biết được là cốt này như thế nào ạ? Cốt này thì điển hình là cốt cốt tổ của dòng họ Nguyễn, tức là đây là bà, ở đây là gọi là bà hai, tôi chỉ biết kêu bà hai thôi. À, thông qua cái lồng kiến cho nên là mọi người sẽ không nhìn thấy rõ, mình có thể mô tả sơ qua. À, cốt này thì hình giống như một người phụ nữ vậy, và chùm một cái khăn đỏ. À, phía bên hai cái vành môi thì có hai cái răng, răng nanh được nhô ra. Và theo quan sát của mình á thì thấy là có lẽ là đen được đắp bằng xi măng hoặc là thạch cao gì đúng không? Đúng rồi, cái này là ngày trước là nguyên ở trong và nhỏ lắm, rồi ông Dượng mới đem về Vĩnh Long đó, ông mới tạc, ông đắp xi măng vô tùm lum hết, chứ ngày trước thì cái tượng cũng như vậy nhưng mà gọn hơn. Mà giờ mình thấy hình như là tôi ha, mỗi lần cả nhà mà giờ mình thấy cái tựa cái hình là không có ai dám lên nữa. Thì giờ đi vậy đó mới lên được đó. À, ông Ba ơi, mình có khi nào mình lấy ra để mình lau chùi để gì không? Tại vì con thấy để trong lồng kiến và... Thì đó, coi tôi nói chú là ngày 25 tháng chạp á, thì tôi mới dỡ lên rồi tôi phủi, hoặc là tôi thay cái khăn, rồi tôi lấy rượu, lấy nước đó, tôi mới chùi mặt, rửa mặt rồi vậy sạch sẽ thôi, chứ tôi cũng không có dám làm gì hết á. À, khi nãy... Ở khi nãy thì con được bà con có nói là thật sự phía trong cái cốt này là sợ người. À, thật hư nó như thế nào vậy ông Ba? Cái này thì thật ra thì cái sọ gì tôi không biết nha, bị tôi về đây từ năm 75 tôi mới về tới, còn cái ở nơi này thợ từ hồi bao nhiêu đời rồi. Còn cái sọ mà ông tôi mà ông đem về đây còn ở ngoài tháp, còn cái trong này là riêng nữa. Cái này coi như là còn lại bao nhiêu cái bàn thờ của cái nghề của ông ngoại tôi đó thì bây giờ gom là hết rồi, nó chỉ còn cái bàn duy nhất này thôi. Mua là làm khùng làm điên đó, ngãi là làm yêu làm đương làm thương, thư là người ta thư mình trong bụng, những ruột xe những lưỡi lam những sợi tóc, ếm là người ta đào nhà mình hố này hố kia người ta ếm, như vậy gọi là bùa ngãi thứ yếm. Nhưng họ lấy cái gì họ làm? Họ luyện thiên linh cái. Khi các cô gái còn tin đó, khi bị chết, gia đình phải canh xác trong vòng 3 đêm để xác thối rữa không bị cắt lấy đầu. Còn nếu em không canh giữ, em bị chôn
chiều nay thì tối là họ đào, họ đào cắt lấy đầu, họ lấy đầu lâu họ để vào trong buồng đó họ mới lấy cái vải trắng họ trùng lại. Như vậy người chết á nó còn nước và máu, tức là nước đạt lên trên 98% hoặc 99%, nhưng vẫn còn máu chút đỉnh ở trong đó. Họ mới đi lấy cái đó họ nhiễu vào hộp xích sóc của đàn ông, họ lấy hộp cái lò dầu tin gì mà sức đầu đó là họ nhiễu vào đó. Họ đúng 12 giờ đêm, 12 giờ trưa họ mới luyện, luyện xong cái hộp đó mới nó sôi lên, nó đấu đá nó sôi lên. Rồi ông thầy này ông luyện làm sai những linh hồn đó mê hoặc ông thầy, lúc đó ông thầy mới sai những linh hồn này làm những chuyện này chuyện kia. Đó là luyện thiên linh cái thứ nhất. Còn luyện thiên linh cái thứ hai, khi vợ mình hoặc người tình mình mang thai được 6 tháng tuổi đó, mình không thể giết người vợ mình và lấy đứa trẻ ra được đâu. Lấy ra không có thiếu sự linh thiêng. Như vậy mình phải năn nỉ người tình mình hoặc vợ mình hy sinh mạng sống cho mình. Lúc đó rồi mình mới giết người mẹ đó, mới mổ lấy đứa con ra. Đứa con ra rồi họ mới để vào trong cái bếp, họ hơ cho nó khô thật khô. Khô xong rồi họ mới lấy vải đỏ họ trùng. Họ tùng xong rồi đúng 12 giờ đêm, 12 giờ trưa họ mới liền. Liền xong mới đeo vào cổ. Lúc đó là những cái gì trở ngại đằng trước đứa bé sẽ mách báo cho em hết toàn bộ. Đó là những bùa ngải. Đó là mang tính chất của đạo Hindu giáo này là vấn đề đó. Phật giáo nó không có những cái đề bùa ngải, nhưng mà Hindu giáo nó có. Nhưng mà hồi xưa, mà em nên nhớ là thầy bùa thầy ngải không bao giờ lấy tiền em. Lấy là tổ giật liền, giật ngay tôi nói xin lỗi đó, miễn chai miễn gì lửa còn đỏ lòm trong bếp họ bốc ăn. Nếu mà lấy tiền, tức là thầy bùa thầy ngải chỉ ăn cơm một bụng thôi. Em cúng họ một con gà luộc, nhang đèn cầy, rượu nửa lít hoặc một lít rượu, họ chỉ ăn một bụng đó thôi. Rồi em nói thầy bùa thầy ngải, vợ con của họ cũng không, cân không đủ ký. Vợ con của họ cũng cân không đủ ký. Có dây, có trả, có quán mà. Nhưng mà hiện nay nó không còn, hoặc ma lai rút ruột. Em biết là ma lai rút ruột nó cũng mang tính chất của Hindu giáo. Mà em biết ở Việt Nam đâu, vậy em nói đi, thời xưa đó, ở Việt Nam ma lai rút ruột ở đâu nhiều nhất? Nước Việt Nam mình á. Khánh Vĩnh, Khánh Hòa. Ma lai rút ruột nhiều nhất ở Buôn Mê Thuột. Buôn Mê Thuột, Đắk Nông, Đắk Lắc này là coi như thuộc về thành phần ma lai rút ruột. Mà ma lai rút ruột này là thuộc về nữ chứ không phải nam. Nó vẫn sanh con đẻ cái vẫn ấy mà kẹt ăn cô bích ăn ăn những cái gì chắc nhờ. Những cái gì người ta nôn mửa những cái gì đó. Tối là khoảng 7-8 giờ tối, 8-9 giờ tối đi. 3 giờ khuya nó bay về. Bay đi là khi mà đi là nó nằm ngửa ra. Nó rút cái ruột ra, nó rút ra cái đầu ra, nó dính ruột, nó bay đi rồi. Nhưng mà trái tim họ có đèn xanh, chút theo bà đê. Gặp cua ốc gì ăn những cái chất nhờn nó quăng bỏ. Nhất là những nhau đó, những cái đàn bà mà xanh đó, nhau đó, là họ ăn cái đó. Trong làng, trong xóm nghe nó có xanh đẻ rồi, trong cho xóm tối rồi họ đi ăn, họ bay đi. Đó là tôi nói là mang tính chất bùa ngải thư yếm hay là những mang tính chất Hindu giáo, còn Phật giáo nó không có. Phật giáo không có, anh làm anh chịu, anh tội anh chịu. Không có vấn đề bùa ngải thư yếm những cái gì đó. Còn bên Hindu thì có. Hindu có nha. Nhưng mà hiện nay đừng có tin nhé, hiện nay không có. Đừng có nói anh coi để coi chứ không còn nữa. Tại hiện nay thấy, tại vì bùa ngải là người ta không cho mình ham tiền, vật chất và vấn đề tình dục. Bây giờ các cô karaoke đầy đường rồi, ông đi vô tấp mẹ rồi còn cái gì mà bùa nữa. Không? Thấy người ta xe máy, mình muốn xe máy, thấy xe đò, muốn xe đò rồi còn cái gì mà vấn đề linh thiêng đó. Nó không còn cái vấn đề linh thiêng nữa. Hiện nay nó không còn. Cho hồi xưa, tôi nói thật á, những thầy bùa thầy ngải họ không ở chung như mình như vậy đâu. Họ đi ở trong hang động rừng núi, những rụng cây gì nè, họ có cái chòi. Mình có thể nghỉ ngơi khách sạn ngàn sao, 100 sao nha. Còn như thầy bùa thầy ngải nghỉ ngơi ngàn sao. Tại họ không có tiền cất nhà cất cửa. Họ chỉ lấy lá cây rẽ những cái gì họ cất cái tạm tạm thôi. Nó gọi là thầy bùa thầy ngải chính thức á. Còn giờ này không có. Bây giờ thấy người ta xe mình xe hết rồi. Thấy người ta muốn cái gì có cái nấy rồi. Thành ra rốt cuộc những cái đó là sự linh thiêng, nó không phải tồn tại được. Nó không thể tồn tại được. Vậy là cái thuật mà luyện thiên linh cái á là xuất phát từ Hindu giáo, mang tính chất của Hindu giáo hết. Của Hindu giáo. Vậy thì có một cái giai đoạn chính cái người Campuchia khi mà con gái mà còn trinh mà chết á
là người nhà phải ngồi giữ canh mộ 3 ngày. Vậy mình phải thường xuyên canh sao để thắt xác thắt coi như xác đã bị thối rữa. Còn nếu em không canh giữ đó, tối đó chôn rồi. Bữa nay chôn là tối họ cắt lấy đầu rồi. Mà theo những thầy bồ thầy ngải họ nói đó, cắn nha, em nên nhớ nha. Cắn. Trước khi lấy là họ cúng kiến rồi họ tụng á, tụng cái bùa ngải của họ đó. Em coi cái đầu nó nằm chỗ nào. Khi em hửi cái đắp hồn ra đó, biết cái đầu nằm hướng nào coi chừng thò tay vô nó cắn. Ừ. Đúng rồi. Cắn mà nó khóc. Nó nhưng khóc nó rên la năn nỉ kêu đừng có nên được không ấy. Nhưng mà sao tàn nhẫn vậy ta? Lại giết chúng vợ mình để lấy cái mục tiêu gì? Là phục vụ gì chú? Thì em thành ra những cái đó là những cái tà đạo rồi, nhưng mà vẫn còn người vẫn giữ, tại hai người chứ gì. Thí dụ là trong làng trong xóm tôi ghét ai tôi làm tí thôi, họ bị khùng bị điên hay là bị gì đó, hay là tôi đói tôi thôi giờ tôi muốn thèm ăn gà tôi cho người ta nóng lạnh, con ai bị nóng lạnh tao biết rồi. Vậy cái ông đã làm rồi, làm gà lại cúng tôi ăn no rồi, ăn rồi thôi về đi, không sao, thì về không sao. Vậy đó. Thì bên bùa ngải thứ yếm đó là, thí dụ đó, để bùa, để ngải cũng vậy đó. Tôi đi ra đầu đường, tôi gặp cái cô này, tự nhiên tôi đâm ra tôi về cô này chửi tôi. Tôi về tôi làm, tôi cho tôi làm. Nó có hai, coi như là phương thức để làm. Thứ nhất là trong cái khói thuốc đó, tôi tụng vô trong khói thuốc đó, tôi đứng ở trên gió, cô này đứng ở dưới, thì tôi hút thuốc. Cái cô này khi mà cổ bị đó, lừ biết rồi, cái cô này bị. Hoặc sử dụng khăn tay đi đụng dai tí thôi, hoặc dầu thun là cô được dưỡng rồi. Như vậy khi bị nó lừ đừ đó, là bắt đầu tôi đi là cô đã đi theo tôi, dưỡng rồi. Như vậy về nhà là tôi đóng cửa lại, cô phải gõ chừng nào mà cô mở mới cổ chịu, còn không mở là cổ cứ gõ hoài. Mà hết biết mình biết mấy rồi. Coi như cổ mở cửa thì cô hết biết mình biết mấy gì không biết đâu. Nhẹ là 3 tháng, nặng là 6 tháng. Như vậy 3 tháng, 6 tháng này em phải lấy ra, không lấy ra cô này bị điên. Nhưng mà dù thầy giỏi cách mấy trăm, 100 phần em chỉ lấy được cái 80 phần thôi, nó ứ lại 20 phần trong cô đó. Nhưng mà khi cô này tỉnh lại nó chửi mình gấp ngàn lần, ở giữa chợ cứ chửi đi đâu cũng gặp chửi, chịu không nổi lại làm nữa. Lần thứ hai bị tồn lại 40%, hồi trước đầu trước 20%, lần thứ hai lên 40%, tỉnh lại chửi nữa lại lần thứ 60% hết rồi. Em lấy vợ đó lấy làm vậy được không? Chúng ta làm vợ mình rồi nó hết biết mình biết mấy rồi. Khùng khùng điên. Thật ra vợ của thầy bùa thầy ngã em đi coi đi, cô nào bà nãy con cũng vậy, lư lư khùng khùng giống như điên khùng khùng, cân không đủ khí đâu. Ốm no rồi mà nó lù đù lù 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 như không có như ma nhập vậy đó. Đó là mang tính chất Hindu giáo đó. Nó là thờ, nó bên đó không toàn tặng biến quá toàn gì không. Thật ra đó khi học đánh võ cũng vậy đó, nó có cái gì bùa cũng vậy đó. Khi mà em đánh ra đó đại tay thường có 20 kg thôi, nhưng mà em có cái loại kinh đó đọc về bùa ngải đó thì em có thể đánh ra từ 40 kg 50 kg, nó tăng tốc độ mạnh như vậy. Nhưng mà do em cầm được là không được. Vậy thì trong cái ngôi đền này theo đạo Hindu thì các tượng Phật ở đây thì được yếm bùa đồ nhiều không chú? Có chứ. Tại vì hồi trước là, nhưng mà sau này bị đánh hai bên gây ra trận chiến với nhau giữa Hindu giáo và Phật giáo. Tức hồi đó là tất cả những cái bùa, những cái ngôi đền này kia nọ nó vẫn có cái liền bùa một phần nào. Nhưng mà sau này do vấn đề bên Phật giáo và Hindu giáo mới xảy ra cuộc chiến tranh, đánh đập tàn phá những các ngôi đền. Những các bức tượng. Nhưng mà hiện nay nó không còn. Tôi nói đã đó, hiện nay những bùa ngải thứ yếm nó không còn nữa. Tại do sự ham muốn vì vấn đề tiền bạc, vấn đề tình dục thì nó không còn cái gì cả. Quan trọng là anh kiên trữ vấn đề đó.